Kính chào quý vị đến với những tin tức cập nhật trên kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, trong vụ bán dâm nghìn đô có tiếp viên hàng không vừa triệt phá, nhiều người băn khoăn vì sao không công khai danh tính người mua dâm. Vậy lý do vì sao không công khai danh tính, mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây. Thông tin công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây tổ chức hoạt động môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không, người mẫu ảnh khiến dư luận xôn xao suốt mấy ngày qua. Đây không phải là lần đầu tiên một đường dây mại dâm nghìn đô bị triệt phá, nhưng nó vẫn khiến nhiều người quan tâm bởi đối tượng tham gia và số tiền mua bán dâm. Võ Thị Mỹ Hạnh, cựu tiếp viên hàng không, đã khai tại cơ quan công an rằng đang quản lý khoảng 30 cô gái là đồng nghiệp các hãng hot girl, người mẫu, môi giới bán dâm cho khách với giá 1.000 đến 3.000 đô la Mỹ mỗi lần. Câu hỏi, ai đã bỏ ra hàng nghìn đô la Mỹ, số tiền bằng lương cả năm của một người lao động bình thường để mua dâm, chắc chắn được nhiều người đặt ra. Tuy nhiên Câu trả lời không thể có được, pháp luật hiện hành không cho phép công khai danh tính người mua dâm. Việc công khai danh tính người mua bán dâm là vi phạm hiến pháp năm 2013, gây ảnh hưởng đến đời sống bí mật riêng tư cá nhân gia đình. Điều 21 Hiến pháp năm 2013 quy định, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình, có quyền bảo vệ danh dự uy tín của mình. Điều 34 Bộ luật dân sự năm 2015 cũng quy định rõ Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Trên thực tế, hành vi mua dâm và bán dâm chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 144/2021. Trừ trường hợp mua dâm người dưới 18 tuổi sẽ bị xử lý theo quy định tại Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, cách thức đăng tải thông tin, hình ảnh vụ bán dâm nghìn đô này cũng cho thấy một khía cạnh khác, các quy định pháp luật liệu có đang được tuân thủ một cách nghiêm túc hay không? nhìn ở khía cạnh thượng tôn pháp luật việc một số tờ báo và nhiều trang mạng xã hội tài khoản mạng xã hội cá nhân công khai danh tính hình ảnh võ thị mỹ hạnh tại cơ quan điều tra có phù hợp hay không theo quy định của pháp luật người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự thủ tục do bộ luật tố tụng hình sự quy định và có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật người bị buộc tội hay người mới bị khởi tố về hình sự thì chưa được xem là tội phạm trong vụ án bán dâm nghìn đô mà công an vừa triệt phá, thậm chí cơ quan công an còn chưa cả khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra. Tuy nhiên, hình ảnh của đối tượng được cho là liên quan đã xuất hiện tràn ngập trên các trang báo và mạng xã hội, dù về bản chất, đối tượng mới chỉ được coi là có dấu hiệu phạm tội. Vậy báo chí đăng ảnh người bị buộc tội, bị can, bị cáo có đúng luật hay không? Theo luật, trong các hành vi bị nghiêm cấm, có hành vi tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân, quy kết tội danh khi chưa có bản án của tòa án. Tuy nhiên, luật không quy định rõ cơ quan báo chí có được đăng hình ảnh của người bị khởi tố, bị can, bị cáo trong các vụ án hình sự hay không. Hiện cũng chưa có văn bản pháp luật nào hướng dẫn về việc cho hay không cho báo chí sử dụng hình ảnh của các bị cáo, bị can, người phạm tội. Tại nhiều nước trên thế giới, báo chí khi đưa tin các vụ án đều không đăng hình ảnh của người bị buộc tội mà dùng hình minh họa hoặc làm mờ để bạn đọc không nhận diện được khuôn mặt của họ trong vụ bán dâm nghìn đô vừa triệt phá, đặt giả thiết quá trình điều tra, cơ quan công an không chứng minh được Võ Thị Mỹ Hạnh phạm tội thì sẽ thế nào? Điều này cũng đã có tiền lệ, đó là vụ bốn nữ tiếp viên hàng không sách 11 kg ma túy về Việt Nam. Sau khi bốn người này được trả tự do, dư luận không khỏi xôn xao. Không khó để lý giải tâm lý này, bởi ở ta, khi ai đó bị bắt thì nhiều người mặc nhiên cho rằng người đó phải có tội mà không để ý rằng suy đoán vô tội là nguyên tắc cơ bản trong hệ thống nguyên tắc của tố tụng hình sự đã được pháp luật quy định. Trong khi chưa có quy định cụ thể, có lẽ báo chí nên cân nhắc việc công khai hình ảnh, danh tính người bị buộc tội. Và các cơ quan thẩm quyền cũng cần sớm giải thích pháp luật một cách rõ ràng chi tiết. Thượng tôn pháp luật là điều cần thiết trong một nhà nước pháp quyền.